mời quý vị và các bạn đến với lễ hội khinh khí cầu thường niên của thụy sĩ lễ hội đang diễn ra tại vùng apin của nước này thu hút rất nhiều người lái khinh khí cầu và khán giả từ khắp nơi trên thế giới hàng chục khinh khí cầu đầy màu sắc rải rác trên bầu trời gần như không một gượng mây của thị trấn Chateau dios thuộc vùng Alpine của thụy sĩ phi công khinh khí cầu người mỹ aliab cohen người đã thực hiện hơn 1.000 giờ bay vòng quanh thế giới, mô tả cơ hội bay trên dạy Albert của Thụy Sĩ là may mắn lớn nhất có thể mong đợi trong sự nghiệp của mình. Đây là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới để bay khinh khí cầu. Có thể bay trên dạy Albert ở độ cao hơn 2.000, gần 3.000 mét, thực sự là điều đáng kinh ngạc. Nằm trong thung lũng Alpin, thị trấn Tertoniox nổi tiếng với điều kiện gió và không khí lý tưởng cho hoạt động bay khinh khí cầu. Có tổng cộng 75 kinh khí cầu đang tham gia lễ hội kinh khí cầu quốc tế Château d'Ix, kéo dài 9 ngày. Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 1.